Xin kính chào bà con cô bác cùng toàn thể các quý anh chị gần xa kính mến nhá. Ngày hôm nay video này anh Thắng xin làm để gửi đến một anh bạn khách ở Lâm Đồng. Báo cáo với anh tình hình là TV Darling của anh là con này đã bị sét đánh. Đây là main Darling của anh nhá. Hiện tại là em kiểm tra thì IC dao động nó chết rồi. Vì IC công suất của loa thì em tháo ra. Vì hiện tại con này là bị đánh nổ thân chập luôn rồi. Như vậy chiếc bo Darling của anh hiện tại là không sử dụng nữa. Đấy. Vì con này là bị sét đánh. Hoặc là nguồn điện dâng cao. Thế nhưng mà em kiểm tra nguồn này bình thường. Đấy. Có thể là anh đưa tín hiệu từ bên ngoài và bị nhiễm sét từ bên ngoài vào. Bằng tất cả các đường HDMI hoặc AV. Đấy. Nên như đây là chiếc máy của anh bây giờ hiện tại chỉ còn có màn hình không. Đây là em test thử bằng main làm việc của em nhé. Đấy. Nên là máy chạy bình thường. Là tất cả các chức năng phím bằng hoàng đây. Đấy, anh thấy đấy, âm lượng này. Đấy. Tất cả menu, màu sắc hình ảnh. Đấy. Đấy. Đấy, nên là khi nên anh Thắng làm video này để gửi đến anh để anh bàn tính với khách xem như thế nào. Để hình như thế này thì chỉ còn cách độ chế cho chiếc pin này thôi. Đấy. Giờ sẽ cắm thử video vào xem. Hình ảnh rất nét này. Nên là anh báo với khách xem tình hình có được hay không. Nếu được thì chỉ có cách độ thôi. Và hai nữa, chiếc máy là máy 24 inch. Thế cho nên là khi mà sửa chiếc máy này, bây giờ hiện tại là giá chiếc viên này rất cao. Nên bởi vậy báo với khách xem có nên hay không. Đấy. Nếu không thì rất khó khăn đấy. Kiếm bo men thì để em tự hỏi lại xem nó cho mấy bạn em mà có ai có chiếc men này thì, hoặc là những anh em trên trang YouTube có ai có chiếc men này thì để lại cho mình để mình đóng cho anh ấy. Đây là chiếc men Darling nhá. Đây các bạn thấy mark Darling này 24 inch. À, còn đây là mình test bằng men khác nhé. Đây, em tháo toàn bộ máy móc của em ra để em làm đây. Chưa kịp độ nguồn cho cái men của anh kia. Vì sáng nay em vừa nhận được cái máy này, anh chuyển đến sau này. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau.